CPU1215C, DC, 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 thì đây là BC. Mình đã ép nó vào cái dự án hiện tại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái RAM block và chúng ta xem cái tập làm này ha. Thì đối với nhóm lệnh so sánh thì chúng ta nhìn vào cái chỗ instruction này nè, nó sẽ có cái nhóm lệnh comparator operation, ta click chọn vào đây. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái lệnh so sánh nó sẽ bắt đầu bằng chữ CMP, ví dụ CMP là compare, comparison là so sánh bằng, để so sánh bằng nè, đây là so sánh khác, đây là so sánh lớn hơn bằng, đây là so sánh nhỏ hơn bằng, đây là so sánh lớn hơn, so sánh nhỏ hơn, in range, out range, vân vân. Thì đây là cái nhóm lệnh về so sánh. Thì về cơ bản là các cái lệnh so sánh này nó khá giống nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ lấy một cái lệnh so sánh bằng chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ thấy đây là lệnh so sánh bằng nè. Thì ở cái ba dấu chấm hỏi màu đỏ ở trên đỉnh là cái chúng ta sẽ sử dụng để so sánh với cái ba dấu chấm hỏi màu đỏ ở bên dưới. Thì so sánh như thế nào? So sánh dựa trên cái phép so sánh bằng ở đây, và ba dấu chấm hỏi màu đen ở đây là cái kiểu dữ liệu cho cái biến so sánh ở trên và dưới. Như vậy thì ở đây chúng ta cần phải chọn kiểu dữ liệu và chúng ta phải chỉ định cho nó đúng. Và cái ngõ ra của cái tiếp điểm so sánh ở đây thì chúng ta phải sử dụng cái ngõ ra. Thì khi nào thì cái tiếp điểm này nó kết mặt, thì khi nó thỏa mãn điều kiện so sánh, ví dụ như cái giá trị ở trên đỉnh này và giá trị ở bên dưới này nó bằng nhau, bởi vì đây đang so sánh bằng, thì cái tiếp điểm so sánh bằng này nó sẽ kết mặt. Còn nếu như nó không thỏa mãn thì nó sẽ hở mặt, đơn giản vậy thôi. Và nó cũng giống như các cái lệnh so sánh khác, rồi so sánh lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, và so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, vân vân, thì nó cũng giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái việc so sánh này. Ví dụ như ở đây làm sao chúng ta có được cái giá trị để chúng ta so sánh. Ví dụ như mình muốn so sánh một biến với một giá trị chẳng hạn. Thì trong trường hợp này, giả sử như mình sẽ thêm một cái nhánh nữa, đúng không? Để mình đưa xuống nhánh này đi. Và trên đây chúng ta sẽ sử dụng cái chúng ta sử dụng một cái ví dụ như một cái timer chẳng hạn. Timer thì chúng ta đã được hướng dẫn trước đó rồi. Chúng ta sử dụng ví dụ cái timer on. Chúng ta đặt tên cho nó là T1 chẳng hạn. Và ngõ vào đây, ví dụ như chúng ta chọn Y0.0, tiếp điểm ngõ vào của VGS7002. Và cái giá trị điểm, ví dụ như mình chọn là 10 giây chẳng hạn. Và cái ngõ ra ET là cái giá trị điểm của timer, estimated time. Thì trong trường hợp này mình cho này là giá trị điểm của timer, mình để là timer counting chẳng hạn, timer counter, bộ điểm timer chẳng hạn. Và ở đây chúng ta định nghĩa biến, thật ra là chúng ta phải định nghĩa cái task cho nó, define task, và chúng ta chọn cái global memory, ví dụ như đây MD0 chẳng hạn, chúng ta chọn define. Rồi tiếp theo là gì? Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh so sánh. Ví dụ như chúng ta sử dụng cái lệnh lúc nãy đó, chúng ta sử dụng so sánh bằng chẳng hạn. Và ở đây chúng ta sử dụng là timer counter. Và chúng ta cần so sánh với cái gì? Chúng ta cần so sánh với cái mình chọn là cái double integer chẳng hạn ha. Và chúng ta sẽ so sánh với, ví dụ như là nó nhỏ hơn, nó bằng 5.000 đi. Thôi mình chọn so sánh nhỏ hơn bằng 5.000 ha, cho nó dễ thấy. Còn nếu mình chọn bằng thì nó sẽ khó thấy. Nhỏ hơn bằng 5.000 mili-giây thì chúng ta sẽ bật cái ngõ ra này lên on chẳng hạn, ví dụ như Q0.0. Đó. Bây giờ chúng ta tải chương trình này xuống cho VLC. Rồi. Chúng ta sẽ chọn Lost. Bây giờ chúng ta xem cái trạng thái hoạt động của BLC. Chúng ta vào cái biểu tượng này, chúng ta chọn cái Monitoring On.
Rồi. Hiện tại thì cái giá trị đếm của cái counter này đang là 0 mili giây, thành ra là nó nhỏ hơn và bằng 5.000, thành ra là ngõ ra này mình đang bật lên on. Bây giờ chúng ta sẽ bật cho cái timer này nó đếm, tức là mình bật cái 0.0 lên. À, mình bật cái 0.0 lên thì giá trị này đếm nè, ở đây nó cũng đếm và giá trị này đang nhỏ hơn 5.000 mili giây thì nó đang on, còn bây giờ đang lớn hơn nè, đúng không? Thì nó sẽ off. Đó. Thì đấy là cái nguyên tắc hoạt động của cái lệnh so sánh, thì các cái nhóm lệnh so sánh khác nó cũng giống vậy thôi. Giờ cho trả lại ha, bây giờ mình cho trả lại nó đang, ví dụ đang đi 0.0 đang off thì cái timer đang bằng không nè, thì không thì nó nhỏ hơn 5.000 thì nó sẽ kính mặt, như vậy thì nó đếm chỉ cái thời gian nó đếm 4.599 chẳng hạn thì nó vẫn on, còn nó 5.000 thì vẫn on và 5.001 thì nó sẽ off, và cho đến 10.000 đúng không? Tại vì này đã đếm tới 10 giây, thì chúng ta thấy nè, thì nó vẫn nhỏ hơn, thì nó off. À, đó nó on chứ. Còn bây giờ thì nó off là tại vì nó lớn hơn 5.000. Thì đó là cái lệnh so sánh. Thì chúng ta sẽ đổi cái lệnh này cho nó lớn hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng 5.000 thì nó mới lên on, vì nó ngược lại với trạng thái lúc nãy. Chúng ta tải cái chương trình này xuống ha. Loss. Rồi chúng ta sẽ cho này off. Như vậy thì nếu như nó lớn hơn và bằng 5.000 thì nó bật lên on, thì hiện tại đang được bằng không, giá trị điểm đang bằng không, thành ra là nó không lớn hơn 5.000, nó đang off, thì chúng ta sẽ để ý nó tới 5.000 trở đi thì nó mới bật lên on 5.000 mili giây ha. Đó, để đang điểm nó nhỏ hơn 5.000 mili giây thì nó đang off. Đó, 5.000 mili giây trở lên thì nó bật lên on, ngược lại với cái trạng thái trước đó ha. Đấy là cái lệnh so sánh lớn hơn bằng, nhỏ hơn bằng, và các lệnh khác nó cũng giống vậy. Tóm lại là nếu như cái biến hoặc là giá trị ở trên đỉnh này là cần so sánh với biến của giá trị nằm bên dưới này mà nó thỏa mãn điều kiện so sánh thì nó kính mặt, còn nó không thỏa mãn điều kiện so sánh thì cái tiếp điểm này nó sẽ thỏa mặt. Thỏa mặt thì trong cái lệnh so sánh này chúng ta còn một cái nhóm lệnh cũng quan trọng, đó là in range và out range. Bây giờ chúng ta check cái nhóm lệnh in range và out range ha. Bây giờ ở đây mình bỏ cái lệnh này đi, mình sử dụng cái lệnh in range. In range ở đây ha, in range thì in range là một cái lệnh để cho phép so sánh cái giá trị VA là tức là value nó có nằm trong cái dải đi từ min cho đến max hay không. Nếu như nó nằm trong dải từ min đến max thì cái output nó sẽ bật lên một, còn nếu nó không nằm trong cái dải từ min đến max thì nó sẽ anh này nó sẽ ở trạng thái zero. Ví dụ như min mình cho là bằng không và max mình cho nó là 5.000 chẳng hạn, đúng không? Cho nó là 5.000 mili giây thì cái giá trị mình cần so sánh là cái timer, cái biến là timer counter chẳng hạn. Này là double trigger. Đó, nếu như nó lọt trong cái khung này thì nó sẽ bật lên on, còn nó không nằm trong khung này thì nó sẽ xuống off. Chúng ta tải cái này xuống ha. Lock. Rồi, chúng ta xem trạng thái của chương trình. Đó. Bây giờ cái giá trị của cái timer đang bằng không, không thì nó nằm trong đoạn từ 0 tới 5.000, thành ra là cái ngõ ra này đang bật lên on. Bây giờ chúng ta cho nó thực thi ha, điểm lên, nó đang là nhỏ hơn 5.000 thì nó đang on, nhưng mà lớn hơn 5.000 thì nó xuống off nè. Chúng ta để ý nó sẽ xuống off, mình xem lại ha, cho xuống, timer xuống off lại, bật timer lên on thì hiện tại nó đang nhỏ hơn hoặc bằng 5.000, thành ra là nó bật lên on nó ra này. Còn nếu mình cho nó chạy thì nó lớn hơn 5.000, ở đây là nó 4.000 rồi nè, 5.000 thì ngõ ra này nó xuống off, đúng không? Thì cái này, cái lệnh này gọi là lệnh in range ha, lệnh in range. Thì tương tự với lệnh in range thì chúng ta có cái lệnh out range. Bây giờ chúng ta sẽ check cái lệnh out range. Chúng ta click vào cái lệnh này và ở góc trên bên phải nó có màu cam đó. Cái mũi tên màu cam chúng ta chọn là cái lệnh out range.
Thì outrange nó cũng tương tự như inrange, nhưng mà có điều là cái giá trị value này là chúng ta đem so sánh với min và max. Thì nếu như nó nằm ngoài cái khoảng min và max thì cái giá trị value này nó sẽ làm cho cái ngõ ra bật lên on. Còn nếu nó nằm trong cái đoạn từ min tới max thì cái giá trị value này làm cho cái ngõ ra này sẽ xuống off, tức là nó ngược lại với lại cái inrange. Bây giờ chúng ta cần phải tải chương trình này trở lại thì nó mới thực thi được ha. Rồi, chúng ta lock nó. Rồi, bây giờ chúng ta check ha, cho cái bây giờ timer này nó chưa đếm nè, thì cái giá trị đếm của nó đang bằng 0. 0 thì nó nằm trong cái đoạn từ 0 cho tới 5000, thành ra cái output nó bằng bằng off hay là bằng bằng zero. Còn nếu như mình cho cái value này nó thay đổi giá trị, nó tăng lên và nó vượt quá 5000, tức là vượt cái khỏi cái đoạn này, thì cái ngõ ra này nó sẽ bật lên on. Bây giờ chúng ta thử ha, cho cái timer nó hoạt động. Đó. Bây giờ nó vẫn còn đang nằm trong khung thì nó off, ngoài khung này nó sẽ bật lên on, đúng không? Ngoài giá trị đó thì sẽ bật lên on. Đấy. Thì đó là cái lệnh outrange. Mình vừa chia sẻ với các bạn về cái tập lệnh so sánh của BCS 7002. Mình hy vọng rằng với cái hướng dẫn này thì có thể giúp ích cho được các bạn trong cái việc lập trình cho BCS 7002, trong việc sử dụng cái lệnh so sánh để điều khiển các thiết bị ngoại vi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn ở các